kính thưa ban giám khảo cùng tất cả các bạn học sinh, các bạn sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, thay mặt trong Liên chi hội khoa học tự nhiên, tôi Nguyễn Tiến Nhân đến từ chi hội sư phạm toán học K23 xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp cùng những lời hân hoan dành cho tất cả mọi người đang ngồi trong hội trường ngày hôm nay ạ. Và Liên chi hội của chúng tôi đến đây với phần thi hùng biện mang tên chủ đề là mang tên chủ đề là di chúc của Bác Hồ với thanh niên. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời Bác đã hy sinh cho cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Cách đây hơn 50 năm, trước khi cử biệt thế giới này, Bác đã để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản di chúc người gọi là tài liệu bí mật, tài liệu tuyệt đối bí mật. Bản di chúc ấy đã để lại cho toàn đảng, toàn dân ta những chỉ dẫn quý báu để thực hiện, để quyết tâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bác Hồ đã từng nói: nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là do thanh niên. Thanh niên là chủ đất nước. Cùng với đó, Bác Hồ đã căn dặn: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, và cũng như mùa xuân của cuộc đời thì tuổi trẻ là tuổi sáng, ước mơ sáng tạo được mình, dám thực hiện những ước mơ cháy bỏng. Và vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, bác đã chỉ rõ trong bản di chúc của mình, đoàn viên và thanh niên nói chung là tốt, mọi việc hăng hái thay xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo cho giáo dục đạo đức, đảng cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Điều này cũng cho thấy tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với thanh niên và công tác thanh niên của đảng. Thực hiện lời căn dặn của Bác, thanh niên trường Đại học Tây Nguyên nói chung và thanh niên trường Đại học Tây Nguyên nói chung và cả nước nói riêng luôn phấn đấu phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, chủ nghĩa công bằng và văn minh. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn phòng thi hùng biện của khoa khoa học tự nhiên và công nghệ. Tiếp theo sau đây sẽ là phòng thi của khoa lý luận chính trị. Trường Đại học Tây Nguyên với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Đây em có chuyện slide khác ạ.